Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổ công tác đề án 06 của tỉnh đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1. Ban tuyên giáo tỉnh ủy gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. 11 trẻ em ở huyện Đồng Văn bị ngộ độc do ăn quả hồng châu phải nhập viện cứu chữa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8, Tổ công tác đề án 06 của tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 204 điểm cầu trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác và Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổ công tác đề án 06 từ tỉnh xuống các thôn, tổ dân phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Đến ngày 13 tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn, về đích sớm hơn 48 ngày so với mốc thời gian Tổ công tác Chính phủ giao. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tỉnh Hà Giang đã thu nhận được hơn 480.000 tài khoản định danh điện tử, đạt 150% chỉ tiêu giao, kích hoạt hơn 267.000 tài khoản, đạt 84%, đứng thứ 15 toàn quốc. Thực hiện đơn giản hóa giúp ngắn 30% thời gian giải quyết so với quy định đối với 275 thủ tục hành chính. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2022. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương và đánh giá cao về những kết quả mà các cơ quan địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã cần chủ động thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu còn đạt thấp, để từ đó khắc phục. Thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho cấp cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao cho các sở, ban ngành, các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt 6 nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, chủ động rà soát, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện đề án 06 với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phù hợp với đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, nếu ngành, lĩnh vực, địa phương nào không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra tiêu cực thì người đứng đầu cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 1 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Bắc Quang. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Hà Giang, tổng chiều dài tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Hà Giang là trên 27 km. Đến nay, đơn vị tư vấn đã cắm và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến cho Ban Quản lý Dự án và Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Bắc Quang theo đúng quy mô dự án 4 làn xe. Đối với các điểm đổ thải của dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, Ban Quản lý Dự án đang tiến hành triển khai công tác lập bản đồ thu hồi đất của các điểm đổ thải đã có trong danh mục, đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường và thu hồi đất tại vị trí đường lên nút giao quốc lộ 279 xã Quang Minh và di chuyển mồ mả bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, mặt bằng tuyến đã được huyện Bắc Quang bàn giao cho Ban Quản lý Dự án với tổng chiều dài là trên 5.331 m. Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, nhà thầu đang khẩn trương tổ chức thi công đào đắp nền đường, thí nghiệm vật liệu đầu vào, chuẩn bị vật liệu và thi công hạng mục cống thoát nước, hầm dân sinh. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 cho dự án là 1.154 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đã xây dựng kế hoạch chi tiết để giải ngân cụ thể. Tuy nhiên, còn khó khăn đó là công tác phối hợp giải trình thẩm định mất rất nhiều thời gian, bởi đây là dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải.
việc chuyển đổi đất trồng lúa chưa được chấp thuận. Qua kiểm tra và làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu huyện Bắc Quang coi việc thực hiện dự án cao tốc là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị để nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, thống nhất giá chè, giá nhà ở, vật trên đất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Cùng với đó là làm tốt dự án khu tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế, khoa học, có đầy đủ điện, nước, đảm bảo mỹ quan. Các sở ngành, đơn vị tích cực vào cuộc cùng với huyện Bắc Quang giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà thầu thi công triển khai các phần việc. Trong quá trình thực hiện của huyện về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có khó khăn, vướng mắc gì thì kịp thời cùng với tổ công tác 801 ấy, theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban tỉnh để hướng dẫn, để cho ý kiến. Nếu mà vượt quá thì báo cáo ngay Chủ tịch để mà xử lý. Còn về tái định cư thì tôi đồng tình là cái tái định cư ở thôn An Tiến, Hùng An ấy, thuộc cái hợp phần 1 cho tách riêng ra để chúng ta thực hiện. Đối với ban quản lý công trình chủ động tích cực phối hợp với huyện Bắc Quang giải quyết các vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện. Đấy. Tôi đề nghị thế này, khi giải phóng mặt bằng đất đâu ấy, là ban quản lý cùng với đơn vị thi công, cùng với hội đồng bồi thường tay ba với nhau nhận, có ký biên bản để thực hiện, rồi yêu cầu ban quản lý cùng với đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh cọc mốc theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Bắc Quang phối hợp thực hiện chuyển đổi diện tích lúa, hoàn thành phương án đổ thải để ban hành phương án thu hồi, giải phóng mặt bằng. Ban quản lý dự án nhanh chóng hoàn thiện các trình tự, thủ tục để triển khai thi công các gói thầu đảm bảo tiến độ. Đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, thiết bị có phương án khả thi để đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Ngày 1 tháng 8, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt giữa Ban tuyên giáo tỉnh ủy với Ban tuyên giáo các huyện thành ủy theo hình thức trực tuyến. Tham dự buổi gặp mặt có trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vương Ngọc Hà. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm ngành tuyên giáo của Đảng, trong đó khẳng định cùng với sự phát triển không ngừng của ngành tuyên giáo cả nước, ngành tuyên giáo Hà Giang kể từ khi ra đời vào tháng 3 năm 1947 với tên gọi là Ban tuyên huấn tỉnh ủy luôn thể hiện vai trò đi trước, mở đường, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới quê hương đất nước. Nổi bật là đã làm tốt vai trò trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, chủ động nhanh nhạy kịp thời trong việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng tư tưởng dư luận xã hội trước những vấn đề, vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm mà đông đảo cán bộ đảng viên quan tâm theo dõi, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vương Ngọc Hà mong muốn cán bộ làm công tác tuyên giáo phải luôn có sự sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ cho đúng, trúng, hấp dẫn, thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết. Mỗi cán bộ cần ra sức phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội là không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối, hợp tác trên phạm vi toàn cầu. Nhưng bên cạnh những thông tin tích cực, thì trên không gian mạng vẫn còn tồn tại những tin rác, tin xấu độc. Do đó, ngành tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng, cũng như nhiệm vụ đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng. Bắt đầu một ngày làm việc của chị Trần Thị Minh Tâm, chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy Vị Xuyên, bao giờ cũng phải kiểm tra một lượt các trang mạng xã hội. Những thông tin nào sai lệch sự thật, chị Tâm sẽ bình luận để phản bác lại thông tin đó. Những thông tin xấu độc sẽ báo cáo để kịp thời ngăn chặn sự lan truyền trên mạng xã hội. Với vai trò trách nhiệm của Ban tuyên giáo là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 35 huyện, thì Ban tuyên giáo huyện ủy cũng đã có những cái tham mưu tích cực trong cái công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Mạng xã hội phát triển,
Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của các đơn vị đã thường xuyên tham gia viết bài đấu tranh, phản bác kịp thời với quan điểm sai trái, thù địch. Trong 2 năm qua, các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 cũng đã đăng tải hơn 800 bài viết và có 36.000 lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Thông tin xấu độc đã được báo cáo kịp thời. Tỉnh cũng đã phát hiện và xử lý 61 trường hợp vi phạm đưa thông tin sai lệch trên mạng. Ban Chỉ đạo 35 của Chí Mần đã hoạt động rất có hiệu quả. Nó kịp thời phát hiện những cái luận điệu sai trái, địch hoặc những cái mà không đúng với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nước, cũng như là chủ trương lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, thì chúng tôi cũng kịp thời theo dõi và bắt để mà phản bác và gỡ bỏ. Bám sát thực tiễn để nắm bắt cái tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đặc biệt là các cái thông tin trên mạng xã hội, những cái thông tin mang cái tính chất là chống phá, để chúng ta kịp thời có những cái tin bài để đấu tranh kịp thời và hiệu quả, để làm thất bại những cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ tốt cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong nhiệm vụ đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, thì đội ngũ những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, báo Hà Giang đều tích cực tham gia. Không chỉ có các bài viết đăng tải trên trang báo, trên sóng phát thanh, truyền hình, các nhà báo của Hà Giang còn tích cực tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Khi Ban Chỉ đạo tỉnh ủy triển khai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái năm 2023, thì chúng tôi nhận thấy đây vừa là trách nhiệm của người đảng viên, đồng thời đó là trách nhiệm của người cầm bút. Và thực hiện nội dung đó thì trước tiên chúng tôi xây dựng kịch bản, cái thứ hai là xin ý kiến của lãnh đạo phòng, ban biên tập để xây dựng nội dung chúng ta tổ chức thực hiện. Những cuộc thi như thế này đã được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức thường xuyên. Mỗi cuộc thi được tổ chức đều có ý nghĩa giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên và người dân. Ngành tuyên giáo của tỉnh vẫn đang rất nỗ lực để mạng xã hội trở nên tốt hơn, tích cực hơn, nền tảng tư tưởng của Đảng cũng nhờ đó mà được bảo vệ an toàn, vững chắc trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong 2 ngày 31 tháng 7 và mùng 1 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn đã tiếp nhận 11 cháu nhỏ từ 3 đến 12 tuổi bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Các cháu nhỏ bị ngộ độc ở thôn Chua Xó, xã Tả Lủng và thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn. Tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, vụ ngộ độc do ăn quả hồng châu xảy ra tại thôn Chua Xó khiến 3 cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo người nhà nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào chiều ngày 31 tháng 7, các cháu Sùng Thị Mỉ, 9 tuổi, Sùng Thị Say, 8 tuổi, Sùng Thị Máy, 7 tuổi, trong lúc đi cắt cỏ bò đã rủ nhau hái quả hồng châu ăn. Đến hồi 17 giờ, các cháu xuất hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cứu chữa. Con lớn thì nó ăn cơ xong thì nói là kêu đau bụng, xong là buồn nô. Mà nó không nói cho bố mẹ biết thì bố mẹ không biết là tại sao nó lại bị đau, tưởng là chắc do thời tiết. Nhưng mà sau đó thì trời tối thì nó mới nói là nó đi ăn cái của hồng châu ấy. Xong là nó mới đau bụng thì bố mẹ mới biết thì mới đưa nó vào viện đây. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cũng tiếp nhận thêm 8 cháu nhỏ bị ngộ độc do ăn quả hồng châu tại thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo. Đó là các cháu Lâu Thị Mỉ, 11 tuổi, Lâu Thị Trở, 10 tuổi, Lâu Mí Nô, 7 tuổi, Giang Thị Mỉ, 12 tuổi, Giang Mí Súng, 10 tuổi, Giang Thị Trở, 8 tuổi, Giang Thị Ly, 4 tuổi, Giang Thị Cúc, 3 tuổi. Khi vào viện, các cháu đều trong tình trạng hôn mê, nôn mửa, đau đầu, đau bụng. Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành cấp cứu, xử trí bằng phương pháp thải độc, gây nôn, truyền dịch, lợi tiểu. Qua quá trình điều tra tích cực, đến 9 giờ ngày 1 tháng 8, tình trạng của cả 6 cháu đều tạm thời ổn định, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có 5 cháu được chẩn đoán suy đa phủ tạng và chỉ định chuyển lên tuyến trên. Cho đến thời điểm hiện tại thì các cháu cơ bản là cũng tỉnh táo, ổn định và còn 5 cháu thì diễn biến nặng hơn, là vẫn còn đau bụng nhiều, mệt mỏi. Và qua xét nghiệm chụp chiếu thì các cháu có biểu hiện là suy đa tạng. Chúng tôi cũng đã hội chẩn với lại
bệnh viện tỉnh chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không ăn quả hồng châu rừng và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc để phòng tránh ngộ độc có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở. Tại buổi làm việc, Sở Y tế Hà Giang và Sở Y tế Hậu Giang cùng chia sẻ, thảo luận, trao đổi một số kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các hợp phần của dự án, công tác báo cáo, thanh quyết toán của dự án, trao đổi các vấn đề liên quan đến triển khai dự án, các khó khăn vướng mắc mà tỉnh Hậu Giang đang gặp phải để tham vấn ý kiến, kinh nghiệm từ dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở của tỉnh Hà Giang. Tại Hà Giang, dự án này gồm 3 hợp phần, trong đó hợp phần 1 đang triển khai các hoạt động xây lắp, khối lượng thực hiện chung đạt khoảng 80-90%. Hợp phần 2 đã hoàn thành đào tạo một số lớp về quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, lao, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính và đỡ đẻ có kỹ năng. Hợp phần 3 là thường xuyên nâng cao năng lực cho Ban Quản lý Dự án tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là huyện miền núi biên giới còn rất nhiều khó khăn của tỉnh. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Mèo Vạc đang cố gắng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo chủ trương xây dựng chính phủ điện tử. Kết quả ban đầu từ chuyển đổi số đã tạo dựng nền tảng cho sự phát triển và phục vụ người dân tốt hơn. Anh Sùng Mí Lử, thôn Lùng Vần Trải, xã Xin Cái đưa mẹ vừa gần 30 km tới Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc khám bệnh. Nhờ tiện ích từ công nghệ số trong công tác y tế, anh Lử đã nhanh chóng làm xong thủ tục nhập viện cho mẹ mình. Đơn giản hơn rất nhiều so với một năm trước đây. Xong là mình đã được vào khám rồi ạ. Thuận tiện hơn rất nhiều hơn khi là mình mang sổ và thẻ bảo hiểm kia vào. Hiện nay thì tất cả những cái giấy tờ đấy được thích hợp trên cái thẻ căn cước công dân rồi ấy, thì khi người ta mang đến bệnh viện và chúng tôi chỉ cần tra cứu cái là người ta có đầy đủ những cái thông tin và cũng đảm bảo được cho người dân người ta được thụ hưởng những cái chính sách từ bảo hiểm y tế của nhà nước đối với lại người dân. Bên cạnh việc khám chữa bệnh, việc thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở nên quen thuộc đối với người dân và du khách đến huyện. Từ mua bán hàng hóa đến các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, đơn cử như tại khu vực bán vé du thuyền Đồng Hồ Nho Quế 1, nhờ triển khai thanh toán trực tuyến bằng mã QR đã tạo thuận lợi cho hợp tác xã cũng như du khách. Hôm nay rất là vui được du lịch tại Hà Giang và đến với sông Nho Quế. Thực sự thì với các điểm du lịch như thế này, và khi sử dụng QR này thì cảm giác rất là nhanh chóng và thuận tiện và cũng như là mình cảm thấy là rất là yên tâm. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa nhằm mang lại những tiện ích cho người dân, thì huyện Mèo Vạc đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và 199 tổ công nghệ số cộng đồng. Mục tiêu của huyện là đến năm 2025 là hình thành và phát triển môi trường chuyển đổi số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như là sinh hoạt cộng đồng của người dân. Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội, tuy vậy, huyện Mèo Vạc luôn xác định chỉ có chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để hiện đại hóa, thu hẹp khoảng cách phát triển với cả nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên vùng cao nguyên đá. Vừa qua, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang phối hợp với nhóm thiện nguyện Bình An, nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khang Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ chức khởi công xây dựng cầu dân sinh thôn Quyết Thắng. Quyết Thắng là thôn thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang. Tuyến đường từ xã đến thôn phải qua suối, nên vào mùa mưa lũ, người dân và học sinh đi lại đặc biệt khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển của thôn, xã, qua sự kết nối, các nhóm thiện nguyện đã tài trợ kinh phí cho xã xây dựng cầu thôn Quyết Thắng. Cây cầu có chiều dài 22,2m, mặt cầu rộng 3,5m, dầm và mặt cầu đều được đúc bê tông cốt thép, chịu được tải trọng 0,5 tấn do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khang Việt thiết kế và thi công. Tổng kinh phí là 862 triệu đồng, trong đó nhân dân thôn Quyết Thắng tham gia đóng góp ngày công lao động, khai thác cát, sỏi, vật liệu phục vụ cho công trình. Khi cây cầu hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi về đi lại giao thương của xã, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho bà con nhân dân địa phương và thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2023 của xã Hữu Sản. Còn tại huyện Đồng Văn,
Nhằm góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống cho những hộ nghèo, Quỹ hỗ trợ Khăn Quàng Đỏ đã kết nối và phối hợp với tỉnh đoàn Hà Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch và thương mại Hà Giang Trẻ, tổ chức trao 40 bồn chứa nước cho các hộ nghèo tại xã Lũng Thầu. Tại buổi trao tặng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch và thương mại Hà Giang Trẻ, Quỹ hỗ trợ Khăn Quàng Đỏ đã trực tiếp trao tặng 40 bồn chứa nước, mỗi bồn chứa có dung tích 1.200 lít cho 40 hộ nghèo của thôn Tùng A và Tùng B, xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Khi có bồn chứa nước, người dân có thể dự trữ nước sạch để sử dụng hợp vệ sinh, nhất là trong mùa khô hạn, đồng thời cũng tiếp thêm động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn lớn nhất là bà con có được bồn để tích trữ nước, dự trữ nước trong mùa khô, để tạo điều kiện để bà con rút ngắn được cái thời gian đi điệu nước, cộng nước hàng ngày để dành thời gian cho tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực đến từ Quỹ hỗ trợ Khăn Quàng Đỏ, tỉnh đoàn Hà Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch và thương mại Hà Giang Trẻ, nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ vì cộng đồng, góp phần giúp các hộ nghèo sớm khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 7 năm 2023, huyện Đồng Văn đã triển khai đo đạc địa chính, lập cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất nông nghiệp và đất ở cho 19 trên 19 xã thị trấn, bàn giao bản đồ đo đạc địa chính hệ tọa độ VN2000 cho 14 xã thị trấn. Cùng với đó, huyện cũng tăng cường việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn. Hôm nay, anh Lương Triệu Diễn, tổ 2, thị trấn Đồng Văn, đến bộ phận một cửa của thị trấn để làm thủ tục đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với sự giúp đỡ của các cán bộ chuyên môn tại bộ phận một cửa, chỉ sau thời gian ngắn, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Diễn đã hoàn thành. Vâng, hôm nay tôi đến bộ phận một cửa của thị trấn xin cấp bia đỏ lần đầu. Tôi đến đây thì cũng được anh em cán bộ cũng tư vấn hỗ trợ đi từng bước, cũng đúng là đúng quy trình theo trình tự, cũng rất thuận lợi. Còn với gia đình anh Nguyễn Tô Anh cũng ở tổ 2 thị trấn Đồng Văn, sau một thời gian đề nghị, đến nay, diện tích đất thổ cư của gia đình anh đã được các cơ quan chuyên môn của huyện Đồng Văn thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. So với trước đây thì cái này chính xác hơn và rõ ràng hơn. Và các hộ lân cận cũng đều nhất trí và đồng ý để làm chứng cấp cho gia đình. Ủy ban huyện cũng đã ban hành các văn bản và phòng tài nguyên hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai. Từ đó cũng đã hạn chế được một phần nào trong công tác quản lý và giảm được cái tỷ lệ các hộ gia đình xây dựng trái phép trên địa bàn huyện. Có thể nhận thấy, qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, đi đôi với kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những sai phạm kịp thời ở huyện Đồng Văn đã đem lại hiệu quả rõ nét. Việc lấn, chiếm đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép của người dân đã được kiểm soát. Nhận thức của người dân đối với luật đất đai từng bước được nâng cao. Trong 7 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, còn gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đã tích cực triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Trong đó đã tổ chức kiểm tra 91 vụ, xử lý vi phạm hành chính 80 vụ, với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 638.880.000 đồng. Trong 7 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 91 vụ, trong đó khởi tố hình sự 3 vụ, đang điều tra 8 vụ, xử lý vi phạm hành chính 80 vụ với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 638.880.000 đồng. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không bao che, quản lý tốt cán bộ để không tiếp tay, móc nối, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, để người dân trở thành người tiêu dùng thông minh, góp phần tích cực vào công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức lễ gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2023 và kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa. Đợt gia quân với mục đích nhằm nắm chắc tình hình các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe tải, xe đầu kéo semi remote, xe container hoạt động trên các tuyến địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết hợp với tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Đợt gia quân này được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường được phân cấp quản lý như tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 4C, quốc lộ 34, trong đó tập trung ở khu vực trước khi đi vào đoạn đường đèo dốc, quanh co nguy hiểm, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, các điểm trung chuyển đón trả khách không đúng nơi quy định, các tuyến đường, khu vực bến bãi tập kết nhiều phương tiện, vật liệu, các khu vực khác tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Tiếp ngay sau đây là những thông tin về an toàn giao thông và bản tin dự báo thời tiết.